Trong không khí nghiêm trang của ngày khai trường, thầy hiệu trưởng Võ Thanh Văn đọc diễn văn chào mừng năm học mới cùng những lời dặn dò đầy tâm huyết, ân cần đến thế hệ học sinh thân yêu của mình. Cũng tại buổi lễ này, thầy đã nói rõ các xu hướng giáo dục hiện đại, vai trò quan trọng của hoạt động học và qua đó thầy giao nhiệm vụ học tập cho học sinh. Học, học nữa, học mãi, để thành công dân toàn cầu và người Việt mẫu mực. Đó là nhiệm vụ nhà trường giao cho toàn thể nhân dân chúng ta. Các thầy cô và các bạn học sinh, em tên là Nguyễn Ngọc Anh Thư, học lớp 10A. Hôm nay em xin đại diện học sinh toàn trường xin hứa sẽ thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ thầy đã giao. Em xin hết. Để giáo viên không ngừng trau dồi, học hỏi nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng tâm thế tác phong, hoàn thành tốt việc chăm sóc giáo dục học, thầy hiệu trưởng đã phân tích vai trò của hoạt động dạy và giao nhiệm vụ công tác cho hội đồng sư phạm. Nhiệm vụ học tập của học sinh năm học này có hoàn thành tốt hay không là phụ thuộc rất nhiều vào sự quyết tâm của đội ngũ giáo viên chúng ta. Tôi hy vọng toàn thể hội đồng chúng ta quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm học để vì học sinh yêu quý và vì thiên chức thể lạc. Tôi xin đại diện cho quý thầy cô cùng toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường xác nhận nhiệm vụ của thầy hiệu trưởng và sẽ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ vì học sinh yêu quý và vì thiên chức thể lạc. Xin cảm ơn. Sau đó, thầy đánh trống, khai trường, đánh dấu một chu kỳ dạy và học mới bắt đầu.